Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh Máy Nông Nghiệp Lê Quân nha anh em. Điểm hẹn lại lên nha, chuyên mục xe đẹp nha anh em. Nay Lê về cho anh em thêm một cây nữa, 4508 DI nhập bãi, xe còn cực kỳ đẹp nha, cực kỳ bán luôn anh em ơi. Con này đời cuối nữa nha anh em. Anh em nào tài chính dưới 200 đang cần một em tầm 40-45 mã lực thì con này là cực kỳ hợp lý luôn nha. Đó anh em mình có nhu cầu cần quan tâm loại này thì theo dõi hết video nha. Em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như cập nhật báo giá cho em nói cho anh em quan tâm nha. 4508 DI nhập bãi nha. Quan tâm thì xem hết video nha anh em. Ok hello anh em, thì em nói đây nha anh em, 4508 DI. Con này em mới vừa về luôn nha, xe còn cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Con này là đời cuối luôn nha anh em, 2015-2016 là cuối cái mẫu của dòng 4508 luôn nha. Con này thì hàng 4508 DI nhập bãi Thái Lan nha anh em, xe bét kim nha, còn rất là đẹp nha anh em ơi. Máy che đầy đủ luôn nha. Anh em mình quan tâm đến dòng này thì liên hệ em. Con này 4 cái vỏ Vinfast kim theo máy vẫn còn đẹp luôn anh em. Mâm vỏ còn ok luôn nha. Đó, anh em mình đang quan tâm cần tìm một em dưới 200 thì con này là cực kỳ hợp lý anh em. Dòng này thì 45 mã lực, động cơ 2203 lốc xám bét kim nha anh em. Đặc biệt là bét kim nha, anh em nên xài bét kim nha. 4508 Thái nó có hai dòng lận, một dòng 4508 thường bét chung và một dòng 4508 DI đời sau bét kim. Anh em nên xài bét kim nha. Thứ nhất là lợi dầu, thứ hai là động cơ khỏe, xài bền nha anh em. Con này thì động cơ bơm số zin chuẩn zin luôn nha anh em, cần cực kỳ tốt luôn nha. Đời cuối nữa nha anh em, rất độ ok nha. Con này ngoại hình cabo về nguyên bản luôn nè, dè bọng đồ còn rất là đẹp nha anh em. Anh em nhìn thấy không? Thì ở bãi nó chạy khô mà ít xét lắm nha anh em. Dè bọng là rất là đẹp nha. Ghế này thì không phải ghế zin rồi, ghế này nó có lập da lại rồi. Nếu mà anh em thích cái zin em đổi cái zin cho. Ở đây bán thì em dễ chịu lắm anh em. Ví dụ như anh em thấy cái kia ok, nếu mà trong ok thì cho anh đổi qua. Đó, ví dụ như anh nào không thích ghế này, muốn lấy ghế zin, em đổi ghế zin máy khác qua cho nha. Đó, để đổi máy khác qua nha nha. Lớp cũng vậy luôn. Đây là vỏ zin Fonken gai cũng còn ok. Nhưng mà ví dụ như anh em đợi, anh em trao đổi, anh em nói bây giờ nếu mà tôi lấy con này tôi thích cái vỏ kia. Đó, đồng ý. Nếu mà đồng ý đổi thì mình trao đổi bình thường thôi anh em. Đây em trao đổi thoải mái nha. Nếu mà nằm trong cái mức mà anh em mình ok, thỏa thuận với nhau thì đổi thoải mái nha. Vỏ sau là 13-66 nha anh em. Mâm, 4 cái mâm thì em có bát nhẹ nước sơn. Đó, bát nhẹ nước sơn nữa nha. Đó, về mô tả có sao nói vậy cho anh em luôn. Cầu số thì còn nguyên bản luôn. Xong xuôi em còn kiểm tra cầu số cho anh em nữa. Đó, con này anh em nhìn cổ bô là cực kỳ uy tín luôn nè anh em thấy không? Đó, cổ bô như vậy là anh em biết chạy ít hay chạy nhiều nè nha anh em. Dòng này thì 455 mã lực nha anh em. Đó, hộp số thì không đồng tốc nha, 8 tiếng 4 lùi. Dành cho anh em nào về đi kéo, đi cày, đi xới đâu còn cực kỳ khỏe anh em đâu, rất thích xài dòng này nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ nhấc máy gọi em nha. Xe còn mới về luôn anh em ơi, rất là ok nha. Đó, 4 mâm, 4 vỏ zin Fonken, đó, vẫn còn đẹp luôn nha anh em. Con này thì động cơ đời cuối nha anh em, đời 2015-2016 nha. Cuối 2015-2016, rồi đời cuối mẫu mã luôn á. Cái mẫu này là cuối 2016 bắt đầu hết sản xuất nha anh em. Đó, Việt Nam thì còn vài chiếc đời 27 nha, nhưng bên Thái là 2015-2016 là hết mẫu nha anh em. Đó, cái thứ hai anh em nhìn nè, anh em nhìn cái phần cái bát mà chặn dầu nè anh em thấy không? Không hề một miếng nào xét luôn nè anh em thấy không? Đó, nguyên bản nè, để anh em nói sơn vết là không sơn vết nha. Không hề xét luôn nè. Rồi anh em thấy nhìn anh em nhìn nè. Đó, thấy không? Mấy cái đường ống này nó đâu có xét đâu. Bỏ nó chạy khô nha anh em. Bơm hoàn toàn bơm zin nha anh em. Đây thấy không? Đó, rất là ok ha. Đó, số nguyên bản nguyên zin luôn anh em, số chưa cắt luôn nha. Đây anh em, số chưa cắt luôn nha. Đó. Bao cam kết cho anh em là động cơ nè, bơm số zin nè, bao test thở thoải mái luôn. Động cơ thì 2203 lốc xám thần thánh nha anh em, cần cực kỳ ok nha. Đây anh em, động cơ nè, đó. Cái này em chưa có rửa ha, sạch nữa anh em. Ba dính nè, ba chưa rửa sạch nữa nè anh em thấy không? Rất là ok. Thấy không? 2203 bét kim, đời 2016 luôn nha anh em, con này đời cuối luôn nha. Thì anh em nhìn cái cổ bô nè, cực kỳ uy tín luôn nha. Đây nè. Ha, rất là đẹp nha, động cơ nguyên bản nguyên zin nha anh em. Bao cam kết với anh kia anh em là động cơ bơm số zin, đó. Ok ha, anh em mình cứ đến trực tiếp cửa hàng test thoải mái luôn nha anh em ơi. Về phần cầu sau nè anh em, hai bên đùi sạch sẽ khô ráo luôn nè. Đó, đùi chuột nè anh em, đùi chuột còn ok nha, đùi chuột zin mà còn ok nè anh em. Ở bển chủ yếu là đi cài nhiều nha. Đó, hai bên đùi nè sạch sẽ khô ráo hết nha. Đó, anh em mình quan tâm đến dòng này thì liên hệ em. Tài chính mà anh em dưới 200 thì nên xài con này. Con này thì 45 mã lực nè, cài xới kéo đồ rất là khỏe nha anh em. Đó, rất là ok ha. Hàng nhập bãi anh em, bét kim nha, động cơ rất là khỏe luôn anh em ơi. Con này thì hơn ngàn giờ chút, outdoor là hơn ngàn giờ nha, máy che đầy đủ theo máy luôn nè anh em. Đó, 4 mâm 4 vỏ đẹp nha, như nãy em có nói á. Ví dụ giờ anh em lại anh em mua, đó anh em nói giờ tôi không thích đổi cái vỏ máy kia qua,
nếu mà ok thì sẵn sàng đổi hết nha anh em. Đó, ở đây thì nếu mà nằm trong cái mức trao đổi với anh em mình thì ở đây em sẵn sàng đổi hết. Còn nếu anh em nào muốn mua online thì cứ điện trực tiếp Zalo cho em thử máy chạy tới chạy lui cho anh em coi. Chốt thì cứ thì gửi cọc em bao em vận chuyển rồi em bảo dưỡng em vận chuyển về tận nhà tận nơi cho anh em nha. Mọi miền Tổ quốc đều giao được hết nha anh em. Kiểm tra thì em làm gì? Thứ nhất là sẽ kiểm tra cầu rồi kiểm tra phanh ha. Rồi thứ hai nữa là kiểm tra lọc nhớt, lọc dầu, lọc thi lực. Rồi thay nhớt động cơ cho anh em, thay mấy cái lọc cho anh em hết ha. Rồi kiểm tra mấy cái phớt dầu chỗ nào xì em hoàn toàn thay cho anh em nha. Còn chỗ nào nó không xì thì giữ lại cái độ zin nha anh em. Con này thì odo là 1112 giờ, số đẹp luôn anh em ơi. Đó, động cơ cực kỳ bán luôn nha. Bơm êm lắm nha. Anh em nhìn nè. Anh em nghe kỹ nè, bơm không hề ghé luôn nha. Này rất ok ha. Bơm này còn cực kỳ ok nha anh em. Bơm zin theo máy còn cực ok ha. Động cơ là nạp lại lên động cơ máy Thái nè anh em. Rất là khỏe luôn. Con này nạp lên tới 3.000 được nha. Quá ok anh em ơi. Động cơ cũ mà 3.000 là quá ok rồi nha. Không cần đòi hỏi gì nhiều. Con này số cực kỳ êm nha, số êm nha. Đời này đời 2016 nữa anh em. Đó, nhích nhẹ cho anh em nè. Số êm nha. Đó. Rồi giờ qua số 2 nè anh em. Cực kỳ êm nha. Ở mức độ như vậy là quá êm rồi anh em. Máy Thái mà mức độ vậy là quá êm. Đó. Ví dụ như anh em muốn mua thì anh em cứ điện trực tiếp cho em sẽ kêu thợ, em sẽ đứng em quay cho thợ nó chạy tới chạy lui cho anh em tham khảo nha. Còn hiện tại thì con mình quay hơi khó nha anh em. Động cơ còn cực kỳ khỏe luôn anh em ơi, động cơ zin nha. Đó, kéo là lên nha, đời 2016 luôn nha anh em. Động cơ bơm số chuẩn zin. Đó, anh em mình có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ kết nối với anh em nha. Ở đây ra giá cho anh em là 19 nha anh em, 19 bao vận chuyển về tận nhà tận nơi cho anh em luôn. Đặc biệt anh em miền Tây các tỉnh gần á, em qua đây em bớt chút đỉnh tiền vận chuyển lại cho, tại vì 190 là bao vận chuyển toàn quốc, nhưng mà anh em gần thì mình sẽ bớt chút đỉnh tiền vận chuyển cho anh em nha. Đó, lọc lá thì vẫn có nha, ví dụ như anh em chốt đơn ở đâu cũng vậy, nhưng mà chốt đơn em sẽ bớt tới đỉnh tiền lọc cho đó ha. 14508 đi, con này 190 là đầu không, chưa tính phụ kiện nha anh em. Đầu không là riêng máy 4 bánh 190 nha. Và anh em lấy cài phay ủi thì mỗi thứ nó tầm 10-20 nữa anh em cứ cộng vào ha. 190 có bớt chút đỉnh tiền lọc cho anh em, đặc biệt anh em miền Tây qua đây em sẽ bớt chút đỉnh tiền vận chuyển lại cho nha, tại vì 190 là bao vận chuyển toàn quốc luôn nha anh em. Con này động cơ số má đồng còn cực kỳ ok luôn, cổ vô nè anh em, quá đẹp luôn nha. Đó, động cơ 4508 DI Best Game 2203 lốc xám thần thánh anh em. Nhiều anh em có thích xài cái dòng 4508 này, một điều là biết gì không, động cơ số cực kỳ bền. Nhiều anh em xài mười mấy năm á, nhiều anh em xài mấy chiếc đời đầu á, đời 2010-2011 đó, tính thời điểm hiện tại là gần chục năm mà vẫn còn ok, vẫn còn zin động cơ. Đó, động cơ thì cực kỳ bán nha anh em. Con này thì đời 2016 nha. Đó, ok ha, đời cuối luôn của dòng này. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ kết nối với anh em nha. Giá 190 bao vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Tình trạng là động cơ zin, bơm zin, hộp số zin ha, chưa mở chưa tẻ gì hết. Đó. Rất là ok ha. Anh em mình quan tâm thì kết nối với em, xe chạy được 1200 giờ rồi anh em ha. Đó, quan tâm thì kết nối với em. Bốn cái vỏ còn zin theo máy luôn, vỏ zin phần kênh ha. Đó, ok ha anh em. Địa chỉ cửa hàng em là ở Vĩnh Long, ở đây địa chỉ đây anh em. Đó, Tân An luôn, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Anh em mình có cần quan tâm thì cứ đến trực tiếp cửa hàng xem máy. Còn anh em nào ở xa, miền Bắc, miền Trung nào, nếu có mua online thì kết nối số điện thoại với em gọi Zalo cho anh em coi, thử máy chạy tới chạy lui. Nếu mà anh em ok, anh em sẽ gửi cọc chuyển khoản cho em bảo dưỡng em giao về tận nhà tận nơi cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe nha. 4508 DI lên video cho anh em nè. Đó. 4508 đi xe đẹp nha, nhập bãi Best Game. Đó, quan tâm thì cứ gọi em nha anh em. Cảm ơn anh em nha, chúc anh em một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Cảm ơn em rất nhiều.